quá ấy đứa mày hớn người chứ. Cần với để tươi ừ. Nhá. Con này. Ủa, con này không phải đâu, con này chết ngon rồi. Con này không phải chó rồi. Từ nhá. Đấy. Xóa vào. Đấy, đừng cầm giấy, cầm giấy là hỏng ăn luôn đấy. Đấy, nếu mà khi nào nó có phi thì nó còn phi ra được. Nào, ngứa rồi. Đấy, ôi giời ơi, khiếp. Nó còn chết. Miền quê Đông Bắc thân mến, chào toàn thể các cụ nhá. Hôm nay em lại bắt đầu ra hồ đây, sau một thời gian đi Hà Nội về thì lại bắt đầu nhớ hồ, lại ra hồ đây. Mùa hôm nay thì vô cùng là đơn sơ và chất phát, vẫn là những thứ như mọi ngày thôi. Vài con ốc thối, rồi là mấy mẩu sắn, vài hạt ngô, rồi một ít thóc nữa. Đây hôm nay thì em câu rất là xa bờ lên nên là rất khó review phao tụt luôn đấy các bác, tại vì hôm nay câu cách bờ hơn 50 mét. Đây chỗ ngồi thì vô cùng đơn sơ. Đồng hành cùng em thì hôm nay buổi sớm thì có một bác ở trên Vinh Quang ấy đang ngồi câu kia. Đây view hồ thì vô cùng là rực rỡ, nước không sóng sánh gì luôn, hồ rất rộng. Nước trong xanh đầy ắp. Đẹp vô cùng. Đây về thì em bắt đầu đổ xuống đây, cái phao của em nó nhỏ nó xinh như này thôi. Các cụ vào thì nhớ để lại cho một lượt đăng ký nhá và theo dõi video nhá. Hy vọng là sẽ may mắn gặp hàng đây. Ôi giời ơi. Chép nhảy lên nguyên con luôn. Ăn rồi. Chạy đâu em? Bình à. Chạy đâu? YouTuber là vực đã có hàng. Không có vượt đâu. Bắt bằng tay vó. Đã biết mắc vào đâu. Có chép, chắc là chép thôi. Gì đấy chép. Đừng có cọ vào dưới. Có cây đấy em ạ. Dưới này có cây đấy. Ui, có chép đẹp thế. Ăn một mõm. Chứ kẻ đó khi nào nó ngửa đấy mới bắt được, nhưng không có vợt đấy. Còn này to đấy. Linh bé lắm nên là phải không cầm vào nó lấy được đâu. Linh có 2.5 đây này. Nên là bây giờ phải đong bao giờ nó ngửa đi lấy được chứ. Biết nó rất ác nhỉ. Úi dồi. Nó này nó còn đang khỏe lắm. Mới máy rồi. Ăn mà mõm này có phải ra đằng trời. Thật luôn. Nó đứt thì đứt rồi. Úi dồi, đóng cái này. Đóng mõm à. Lúc nãy giật trượt 2 nhát rồi. Thế mà nó vẫn cứ mò vào. To đấy. To lắm. To lắm đấy con này. Vàng ống rồi đây. Nước này thôi bắt được to lắm rồi. Vì lính của mình nhỏ này mình không thể nào mà gò nó vào để mà lấy được. Mình có 2.5 thôi. Úi giời, có chép. Bằng ống. Thấy chưa, ván này đến nhìn thấy ván là nó lại lao rồi.
lên chưa? Chưa tìm hiểu đâu, đỡ có vợt có viết gì. Không có vợt luôn. Có thì biết hết gì. Như này họ trả vợt đến lâu rồi ấy, qua mình thì không có cái đồ gì để mà bắt. Như này bọn nó gò phát vào đây, cái linh bé tí rồi ông nhìn thấy sợ chưa? Ghê chưa? Trục cũng bé này, trục này ba này. Đấy. Lên chưa? Lên đây vào đây đi. Ổng được có sắt thế. Ui dồi ôi. Khủng đấy nhỉ. Được nhá, khủng đấy. Đi vào đây để nó ngửa lên. Bao giờ nó ngửa nó không tuyệt nổi nữa thì mới bắt được. Đấy này, ôm bên này đi ông bảo. Ui dồi. Chết. Từ. Em chưa chịu lên. Chết, nó vẫn còn đang kéo. Ôi giời, ôm một mõm bên này. Bây giờ lục cũng oằn đi đây ông ạ. Đây, đây. Lục oằn đi này. Chết, ba phát. Rồi, kết tấm vào đây mình sẽ tự tay bắt. Ôi, ông nhấc cái máy quay gì không? Cái máy quay gì mà, không? Cái điện thoại đi. Nhấc vào đây để xem màn bắt cá. Màn bắt cá, lấy cá thì cá, không lấy thì thôi này. Ôi giời, còn cá chết chưa nổi đâu ông ạ. Tối đấy nhỉ? Màn bắt cá bằng tay số 102 Việt Nam. Hả? Lâu mẹ vợt thì không có vợt chứ hả? Sao tối đấy? Tối là mình hạ ánh sáng mà kẻ nó. À. Nó lên tăng lại luôn. Ui, nó vẫn còn giật đâu. Màn bắt cá này. Mà có cá ra một con ai Việt Nam nó vẫn có khỏe. Đi được thì đi, còn đi được thì mày số mày thoát. Còn không đi được thì mày vào nồi. Ấy ra anh ơi. Khó lắm. Không có vợt anh em ơi, các cụ ơi. Đây, đưa tôi cầm cái cần cho. Ơ, từ từ đừng. Cầm tí tới làm sao tới nhả được. Thế bảo bắt cá không có vợt thì nó thế. Ông còn có chậu mà múc. Mệt. Đây là kiểu... Ôi, trời ơi. Con cá đẹp. Lên rồi, lên đâu? Chưa đâu, nó vẫn còn lao này, nhìn đấy, nó thử cái nó lại xuống. Chưa? Bao giờ nó phải ngửa bụng đi thôi. Đó đấy, con này to. Con này to. Đây này, nó vẫn giật đi này. Đó. Vào đây đi em ơi, em yêu ơi. Alo, mẹ đen thở. Cô thương. Sao ổ quá nhỉ? Chưa. Móm này. Hôm qua tôi ngồi đấy là nó rúc rúc rồi. Đây rồi, quyết định bỏ cần đấy. Cái này. Vẫn còn kéo. Đấy, đúng các cụ xem đi câu không có đồ là nó vất vả thế đấy. Từ lúc nãy người ta có đồ người ta chả vợt lấy, có khi còn được tì phát nữa rồi chứ. Mình thì đã có cái đồ quái quỷ gì. Nó là câu cá kiểu mới. Câu cá đấy, câu cá bá đạo nhất vịnh Bắc Bộ. Bắt thế nào được mày bây giờ, tóm vào mang, tóm một cái gì mới được. Vẫn còn giật tội. Thôi đây. Phát sinh tử cuối cùng ngồi lên bờ đi em ơi, chịu khó đi. Xô này múc đi. Không múc được, múc làm sao múc được. Xô múc này được. Từ, xô múc sao được. Mất ăn thì chơi ấy. Như thế này thì mày còn đi đâu? Như thế này còn đi đâu? Úi dồi ôi, còn dãy gì nữa. Úi dồi. Thế này thì đi đâu? Thấy không? Thấy trong hình không? Đây rồi. Đây á, sản phẩm đầu tay của em đấy nhá các cô ơi. Hôm nay, đố, bỏ cái số đi. Alo, cẩn thận bỏ tay. Úi dồi ôi. Úi dồi, còn chép. Yêu thương quá được rồi. Đây rồi. Yêu thương quá. Bao nhiêu? Đấy, con này to. Một móc, hai móc, ba móc, bốn móc, chạy lên cuộn. Úi dồi ôi. Alo, con này còn đút vào bao nữa chứ các cụ. Có bao thủ mang đi treo đây rồi. Ở luôn chỗ cái ổ kia kìa. Hả? Ổ qua đằng kia, ra ăn đi. Đâm nó vẫn vào ăn ổ kia mà. Yêu thương, cô thương một bao cá.
Rồi ông ấn vào cái chỗ tắt đi hộ ấy, ấn. Ăn. Ăn. Ăn rồi. Hả? Không biết được. Úi giời. Dịch thế này không khéo đén mất ông ạ. Úi giời. Úi giời. Thế này không khéo đén rồi. Mẹ dây linh bé quá, nó mới có chịu nổi không. Mẹ. Úi giời. Tiếp thế. Đây linh bé quá, đã biết có chịu nổi không nữa. Úi giời. Bị tệ hàng rồi, tại thế này thì đéo chắc không chịu nổi mất ông ạ. Thôi rồi, đéo chịu nổi rồi vậy. Xem nào. Đi đấy. À rồi. Đổ bờ rồi, chết rồi. Chết rồi. Úi rồi. Hàng rồi, thì đã chết rồi. Đổ bờ đây. Cuối cùng mày phải chịu thôi. Đéo biết nhìn thấy con gì luôn. Mỏ lao kinh thế. Vẫn là chết thôi. Lao kinh thật. Bình thường thôi nhưng mà có vẻ ghê đấy. Chuyển cái máy quay sang đây cái. Con này có vẻ khỏe thế. Đóng vào đâu đây? À lùi, con vàng đẹp quá không ạ? Đây cũ rồi. Con này cũ rồi. Úi giời, vàng óng. Đây đẹp cái dài. Linh nhỏ quá. Nhỏ sợ đất chịu nổi ấy. Con này cảm giác nó khỏe hơn con nó nãy nhiều. Đen thở nào. Úi giời, con chét đẹp. Cũng không to lắm đâu, cũng vừa như nãy thôi. Nhưng mà chịu. Kéo kiếp thế. Linh mình nhỏ quá đi. Quấn ổ rồi. À úi giời, ôm trọn người luôn. Không to lắm đâu, nhìn bé đấy một cái. Cũng được, đẹp đấy. Ui, con này còn chết ngồi rồi. Không. Không có lỗ sức nào luôn. Cái đứa này hồ nhiều lắm. Thế tổng người này ai còn gọi điện mình. Gọi kệ thôi. Còn đang vờn cá, chết rồi không vờn được. Đi thương mà khỏe như vậy. Cứ nghĩ lại hàng. Đông gần vậy. Đây phải còn xoay, à, còn quay nữa. Quay nữa mới hớn người chứ. Gần với đây để tươi. Thì nhá. Mít khô, con này mít khô. Ui, con này không phải đâu, con này chết ngon rồi. Con này không phải chó rồi. Thì nhá. Đấy. Chó không? Đấy, đừng cầm giấy, cầm giấy là hỏng ăn luôn đấy. Đấy, nếu mà khi nào nó có phi thì nó còn phi ra được. Nào, nào, ngứa rồi. Đấy, ôi giời ơi, khiếp. Nó có chép đẹp quá nhỉ. Ui giời, có chép đẹp. Có chép đẹp. Ôi, đẹp. Đấy nha anh em nhá, thành quả của mình nhá, con thứ hai nhá. Ui. Ba phát thế này. Ui giời, con này đẹp, con đẹp thế nhỉ con này. Ba phát này còn chạy được. Đẹp quá con này, chép vàng óng. Dâu này. Quấn ổ thật. Quấn ổ đấy. Con thứ hai. Trong vòng buổi sáng luôn. Đúng. Thôi để mình gỡ ra nhá. Mắc thế này thì. Đẹp hay. Con này đẹp quá. Đây bây giờ mình sẽ đóng cá để mang về nhà đây, tại vì là
mình không có đồ đựng ấy, để trong bao cái ngấm này nó chết mất. Đây sẽ đóng cá để mà mang về đây. Đi câu là sướng nhất cái lúc dóng cá rồi, còn đóng cá thì bình thường. Đây á. Ôi giời, nặng. Thế sẽ đóng cá mang về đây. Thành quả hôm nay là cũng là cá. Hai con đẹp to lắm. Đây này. Chép này. Úi giời. Đây các cụ. Đẹp lắm. Con này nữa. Tạm trong buổi này hai con đã. Mang về hai con. Đấy. Tạm đã. Cái bao này nó đựng được nước này cơ á tím. Ít thôi, nó không xách đi nổi đâu đây này. Mang về càng nhánh càng tốt. Tôi buộc cái này chứ sao tí đặt lên xách được không? Luyện đi về đi luyện. Không phải đặt lên đằng trước xe đi. Lấy mua bảo hiểm đấy nhá.